trên hoàng quý phi chính là còn có hoàng hậu. Hoàng hậu thần thiếp chỉ nghe nói danh vị hoàng quý phi so với thứ hậu 10 phần tôn quý. Khi Đổng Ngạc quý phi của Thuận Trị gia còn tại thế, bác nghĩ tới cách đặt hoàng hậu vẫn không có chỗ để chen chân.